Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Levi. À, không phải vừa rồi tôi khoe vũ khí cận chiến đâu. Mà thật ra là tôi vô tình khoe đấy. Ok, thì lúc này mình đang có mặt ở bên server Indo. Anh em bảo qua server Indo test sự kiện may mắn phòng quay gì đấy đi. Đấy, anh em bây giờ suốt ngày bắt mình qua server này, server kia, mệt thật sự. Đấy, ok, hôm qua thì các ông bắt tôi qua test server Đài Loan đấy để lấy khẩu nâng cấp mới. Hôm nay thì anh em lại te bảo tôi qua server Indo. Đấy, với server Indo đang có quả sự kiện thơm ngon giòn thịt đấy, nạp KC nhận cái này là cái gì? Special top up 11/11. Ha. Này là kỷ niệm ngày 11 tháng 11 ạ và ngày siêu sale ạ. Cái này chắc là phải 2 hôm rồi. Bởi vì hôm nay là 13 tháng 11 rồi. Cái này nó có vòng quay gì? Đấy, mấy cái vé vừa rồi nạp vào được lấy free xong rồi nó cho mình vào đâu nhỉ? Đấy, hôm qua tôi vừa test ở bên server này cái khẩu này xong. Đấy, khẩu Terrano Boost này xong. Đấy, khẩu này thì 2 tốc độ thay đạn, một xuyên giáp quá ngon. Đấy, nó là cái của cái vòng quay này. Vòng quay Green Angelic Pan. Đấy, vòng quay quần Angelic Neon. Quần này server Việt Nam ra từ 1 tỷ năm trước rồi. Đấy, anh em chơi server Việt Nam chưa lấy khẩu này à? À, chưa lấy quần này mà lại cần tôi test. Anh em thích thì tôi test thôi và mình test thôi. Test thì cũng chỉ test vé free còn quan trọng gì. Đấy, vé free còn quan trọng gì, di trọng quan. Đấy, u là trời và không ăn thua lắm nhỉ. Và cũng lại không được ăn thua cho lắm. Đấy, không được ăn thua cho lắm, không được ăn thăm cho lúa. À, và tích cực quay tay vận may sẽ tới nào. Và vẫn đang chưa có mình đó là tình huống quay nó thực sự hợp lý. chưa được quay chưa được hợp lý lắm nhưng mà nó cũng là hợp lý. Anh quay nó lại cũng là nét. Nét này nét luôn, toàn 1:2, khác gì server Việt Nam. Khác gì server Việt Nam. Server Indo này khó tính ấy nhỉ. Bình thường ấy là quay độ tầm 20 vé này ít nhất phải ra cho mình cái đồ cùi. Đấy, nó phải ra cho mình cái trang trí mặt hoặc là cái khẩu trang đấy cho cuộc đời nó là tươi tắn. Đấy, không nó này nó hơi cùi bắp anh em ạ. Và hơi cùi bắp, toàn 1:2 ạ. Vòng quay cùi bắp. À, tôi hiểu rồi. Cơ bản là vì mấy cái vé toàn là vé free. Tức là những cái sự kiện nào mà có vé free ấy thì tỷ lệ nó ra sẽ cùi. Đấy, còn sự kiện nào mà vé là mua phải mất sàng, mua mất KC thì là nó sẽ ngon. À, tôi hiểu công thức ở bên này rồi. Tôi hiểu công thức rồi. Bảo sao có một số cái quay rất dễ ra, phải 100KC ra luôn. Còn những cái thì mình mua vé ở chỗ nọ chỗ kia, shop huyền bí, shop huyền bí các thứ xong rồi không ra. Đấy, hiểu rồi. Hóa ra là công thức là như vậy. Hợp lý đấy. Và hóa ra công thức nó là như vậy. Đấy, ok. Nhìn quả chế tác này vẫn còn mấy cái vé chế tác cũ ạ. Đấy, server Việt Nam nhân dẹp của chế tác đi. Từ ngày server Việt Nam dẹp chế tác đi xong chả thấy ra skin súng luôn. Ví dụ như cái vụ cái khẩu cái bộ Mark 10 chế tác ấy, cái ra chôn luôn. Đấy, Việt Nam chôn luôn. Người ta ra cái chế tác từ hồi OV41, Việt Nam chôn đến bây giờ chưa thấy ra luôn. Cái đam tôi cảm giác là bây giờ chỉ bán đi bán lại mấy cái đồ cũ sao ấy. Và không biết sao. Đấy, bên này nó đang ra một cái sự kiện mới tên là cửa hàng may mắn. Đấy, Lucky Shop. Đấy, và cái Lucky Shop này nó có cái gì? Nó có đó là vé. Nó lại bán cả cái vé Angelic kìa. Nó bán cái vé Angelic có 13KC trên 45KC. Nó bán rẻ quá anh em ạ. Vâng, và bên này nếu như mà tiêu 200KC có thể mua cái bộ trang phục gọi là áo len của lọ này với giá gọi là 9KC cái bộ trang phục này. Có tội bộ ấy xấu như con gấu, chả có gì để mà mua. Đấy, ngoài ra nó bán hai bộ nữ kia, nó bán hai bộ nữ với giá gọi là 375KC. Úi, bán cả vé top Criminal Royale này. À, như vậy là sắp mở lại vòng quay đạo trích anh em ạ. À đúng rồi. Tại vì là chúng ta sắp ra bộ đạo trích bóng ma. Sắp ra bộ đạo trích bóng ma, bộ đạo trích mới là kiểu gì trong cái shop đạo trích mới thì sao ạ? Nó sẽ có đó là bộ đạo trích bóng ma cộng với các bộ cũ. Đấy, tức là bây giờ nó bán sẵn luôn cả cái vé top criminal, tức là cái vé vòng quay đạo trích. Đây này, nó bán hai vé vòng quay đạo trích, tức là vòng quay đạo trích là shop quay trở lại rồi.
Đấy, sự kiện đạo trích chắc chắn nó sẽ có vòng quay đạo trích, và vòng quay đạo trích thì sẽ dùng cái loại vé này. Nó bán trước bảo sao bảo sao đấy, tại vì là cái sự kiện này nó sẽ còn kéo dài trong vòng 13 ngày nữa đấy, hình như là 13 ngày nữa, 13 ngày 7 giờ tức là kéo dài khoảng 14 ngày, một tuần nữa, hai tuần nữa. Thì trong 2 tuần tới sẽ có vòng quay đạo trích, và lúc đấy người ta sẽ vào đây để người ta mua những cái vé vòng quay đạo trích. Bên này công nhận, anh em thấy công nhận tư duy của tính xa, tính mấy bước luôn. Tính mấy bước là bây giờ nha, tao để cái vé trong này, xong rồi mấy hôm nữa chúng mày quay vòng quay đạo trích, chúng mày vào đây mua vé ở trong vòng quay, xong mang qua vòng quay đạo trích chơi. Nhưng mà vì đã chót tiêu tiền ở bên này rồi, thế nên là lại phải tiêu nốt để mà có thể lấy được bộ trang phục của bên này. Sợ bên này nói với anh em, chiến thuật kinh doanh ở bên này gọi là hết nước chấm. Chiến thuật kinh doanh ở bên server Indo gọi là hết nước chấm, chấm phát hết nước. Đấy, được thật sự đấy, chiến thuật hợp lý ấy. Đấy, làm cho mọi thứ nó rất là hợp lý, nhưng mà có bí luôn. Đấy, ok, phần này có sự kiện gì không? Có ăn mừng gì không? Cuối tuần vừa rồi thì mấy đội Indonesia họ bắn rất cháy. Đấy, bắn cháy, cháy cả mờ nó máy luôn. Ba đội Indo bắn cháy luôn. Đấy, rất là có tính chiến thuật. Và bắn rất hay ở Free Fire World Series. Đấy, cũng chả bù với cả nước nào đấy. Ý tôi nói là chả bù với mấy anh Nam Phi, đấy, mấy anh Châu Phi, Maroc bắn kèm đứng cuối bảng đấy. Chứ còn Thái, Indo với cả Brazil nó bắn hay anh em ạ, và nó bắn quá cháy luôn. Ok, thì đấy là cái sự kiện Top Criminal. Tôi nghĩ trong vài ngày nữa nó ra thôi. Bên này nó trông sự kiện rất là thơm. Ở đây có một số anh em bảo review thẻ Buya tháng 13 đi. Mình bảo làm gì có thẻ Buya tháng 13. Đấy, tức là tháng 1 năm 2024. Đấy, bó tay chấm com thì đây là thẻ Buya tháng 1 năm 2024. Đấy, tức là thẻ Buya số 13 chứ không phải thẻ Buya tháng 13, năm có 12 tháng thôi anh em. Đấy, thì đây sẽ là cái bộ gọi là siêu nhân điện Electro Spark. Electro Spark thì bộ Electro Spark này nó sẽ là bộ kiểu siêu nhân điện hoặc là quỷ điện này, tôi sẽ dịch là quỷ điện. Và level 50 thì chúng ta sẽ có bộ trang phục của cái quỷ điện này. Lần này chúng ta sẽ có skin của chim bồi cá, cá bồi chim. Skin chim bồi cá. Chúng ta sẽ có một cái hòm xác tên là Electric Spitter Loot Box. Cái hòm xác này nó chết, nó phun điện ra từ đầu mồm. Gọi là chắc là thẻ Buya này gọi là đầu lâu điện đi, hoặc là quỷ điện, nó cái gì đấy tôi không hiểu. Bây giờ dịch cái này là gì? Quỷ sét. Đấy, ma sét. Đấy, sấm sét ma quái, ví dụ thế. Đấy, loanh quanh cũng chỉ có mấy cái chủ đề thôi mà. Lúc thì đầu lâu lửa, đầu lâu sét, đầu lâu băng, còn đầu lâu gì lôi là nốt đi ạ. Rồi, đây là đầu lâu phóng sét. Bộ này nó tên tiếng Anh nó là Electro Whisper. Đấy, tức là kẻ thì thầm điện. Đấy, nói chung là quỷ điện. Tôi nghĩ là quỷ điện đấy, dịch chắc là quỷ điện. Nó có quả đầu tóc trông cháy nhá. Tóc sai pát à, tóc Mohican cái gì trông đẹp và phết đấy. Đấy, đồ đặc biệt ở trong lần này thì chúng ta sẽ có đó là cái gì đây? Đấy, khẩu chim bồi cà cà bồi chim, chỉ số không xịn lắm. Ôi được quả. Ôi, được quả gọi là liệu sấm sét trông đẹp nhỉ. Đấy, liệu thế mà liệu chứ, liệu thế mới đáng tiền nên được quả liệu trông đẹp đấy. Nhưng mà tôi chả mấy khi dùng liệu. Đấy, mình ném liệu cháo rồi chúng. Ít chả, ít dùng liệu lắm. Đấy, đây là Electro Enforcer. Đấy, tức là cảnh sát điện. Cảnh sát điện, Enforcer là người thi hành luật. Đấy, trong tiếng Anh nhớ là như vậy. Đấy, khẩu này thì là hai tầm xa, một tốc độ di chuyển. Electro Enigma, đấy, bí ẩn sấm sét, bí ẩn điện. Cái gì điện hết. Tất cả đều là điện nha anh em nhá. Xem còn gì không? Tích cực quay tay vận may sẽ tới ạ. Đây là tích cực lăn tay. Đấy, có quả lợi hái nhưng mà không có gì đặc biệt cả. Một cái thẻ Buya trông từ nãy giờ chưa thấy có một cái gì đặc biệt từ cái thẻ Buya này luôn ấy. Trừ bộ trang phục nam, một cái ba lô. Ôi cái ba lô xấu ấy. Ba lô hình cái hình cái set trông như là kiểu đồ chơi ấy, xong rồi có cái đầu lâu nó cắn vào cái set ạ, vai trưởng. Đây là hành động này. Hành động. Con Muni phải phục vụ mình. Đấy, những cái này có thể là chưa chính thức, có thể là chưa chính thức. Bởi vì tôi nghĩ là hành động nó phải điện điện hay cái gì nhỉ? Hành động phải re key, hành động phải chả liên quan gì. Nhưng mà thôi. Và thẻ Buya này là cũng ấm rồi. Đấy, đòi hỏi gì nữa? Thẻ Buya, tại vì thẻ Buya nó một cái rất là rẻ, chúng ta cày nguyên cả một tháng thì anh em đừng đòi hỏi là nó phải xịn hay là nó phải như nào, đòi hỏi vừa thôi.
Rồi, ok, thì đó là một số hé lộ của mình dành cho anh em liên quan đến thẻ Buya điện tháng 13. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên là đến với kênh của Rikaki Live, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, được đẹp trai, được xinh gái. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.